muốn rời xa bạn bạn chủ nhân, bạn ấy đang muốn rời xa bạn bông bé bỏng với cái mức là 12,5 m nha anh em. Thì chúng ta cùng xem ở đây này. Cái này ác này này thì là danh vọng tầng 3 nhé. Danh vọng chúng ta không soi được nhưng mà mình chụp ở trên link ở dưới phần mô tả nha các bạn nhé. Dưới phần mô tả của cái link shop ấy, bạn vào để bạn xem chi tiết ác bông này. Mình chỉ soi sơ qua thôi. Nhìn chung đây là một ác nam thủ khá là ngon, đồng thời nó có con kỵ. Ở cách xa có rồi chắc là hiệu rồi. Có con cửu châu thần long thuộc tính nhé. Và đồng thời danh vọng ở tầng 3, rất ngon, 12,5 12,5 mình nghĩ là rất hợp lý. Hai Bảo Duy là một người đó anh. À ok. Đấy là bạn bông bé bỏng. Chúng ta sẽ soi thêm một số cao thủ ở đây nữa. Đây là Mận Tuyết nha anh em. Đây là Phó Bang Chủ Bang Knai. Không biết mình có đọc đúng hay không. Nhưng ác này thì cũng không hề kém cạnh so với cái con ác kia. Cái bông bông ấy. Con này nó là đang đi một thuộc tính băng và cũng đang đi là phun kháng độc đấy. Cái con ác này cũng hình như mình nhớ là chơi từ đầu server đấy. Thì bạn chủ ác bạn ấy cũng đang muốn là ra đi con này đấy. Thì link thì anh em có thể xem chi tiết ở dưới phần mô tả. Ác này danh vọng tầng 1 thì phải nhá, có áo thời trang tất cả tính. Thì con kia có kỵ, con này có áo đó. Hai con Ami đang muốn trao đổi nhá anh em. Xem thì vào link dưới phần mô tả ấy. Cái link shop mình gắn dưới phần mô tả video này.